Kính lại Đấng Thế Tôn, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, Cha lành chúng bốn loài. Kính lại Đấng Thiên Nhân Sư, đại từ bi trí dung. Nhân gian khắp giới hòa bình, đất trời nồng ấm yêu thương. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hoa đà nở cho ngàn năm thơm mại, Phật ra đời cho ba cõi tựa nương. Thật vậy, trên tinh thần phục vụ chúng sanh, thiết thực cúng dường chư Phật, vào giờ này trước đạo tràng của chúng con đã trần thiết trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con đê đầu bái thỉnh đại đức giảng sư trụ trì chùa Kim Linh một. Ngài đã quan thị quan lâm về nơi pháp tòa để ban bố cho chúng con bài pháp thoại chiều ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hiện diện trên pháp tòa là đại đức Thích Thiện Tâm, phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, trụ trì chùa Kim Linh một. Đại đức là một trong những vị giảng sư trẻ của tỉnh hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang. Ở đại đức có một phong cách truyền đạt giáo lý hết sức là gần gũi và dễ đi vào lòng người. Vào giờ này, quý vị hãy lắng lòng thanh tịnh để tiếp thu những dòng sửa pháp từ kim khẩu của đại đức ban cho quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Cung thỉnh đại đức chuyển pháp âm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý nam nữ Phật tử trong đạo tràng cộng tu trang niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên, thầy xin cầu nguyện chư Phật gia hộ cho quý Phật tử cộng tu trong đạo tràng ngày hôm nay được sự gia hộ của mười phương chư Phật và luôn luôn tinh tấn an lành. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thưa tất cả quý Phật tử, nhân duyên lành hôm nay chúng ta được cộng tu dưới mái chùa Kim Linh một này, thầy sẽ thuyết giảng cho quý Phật tử đề tài được mang tên Con Đường Tu Phật, để cho quý Phật tử có cái nhìn sơ lược về đề tài mà thầy nói cho quý vị về con đường tu Phật. Thầy sẽ triển khai nội dung qua ba vấn đề chính. Thứ nhất là con đường, thứ hai là chúng ta tu, và cái thứ ba là thực hành theo Phật. Vì sao mà thầy lại chọn cái đề tài nói cho quý vị nghe về cái ý nghĩa cũng như cái phương cách về con đường tu Phật? Xin thưa quý vị, trên cõi đời này, trong dân gian của chúng ta có câu Phật cao nhất xích thì ma cao nhất trượng. Điều đó có nghĩa rằng giữa Phật và ma rất là gần gũi. Nếu chúng ta đang đi trên con đường Phật mà chúng ta vô tình bị vướng phải một sai lầm gì đó thì lập tức chúng ta sẽ bị chuyển sang con đường ma ngay mà thôi. Mà nếu chúng ta đi trên con đường Phật mà bị lầm đường chuyển sang con đường ma thì rất là tủi cho bản thân của chúng ta, rất là buồn cho bản thân của chúng ta, vì chúng ta đã đi lầm đường lạc lối, kết quả không được gì, uổng công vô ích. Thế nên đối với đề tài mà thầy trai khai triển cho các vị là thầy chỉ mong các vị làm sao chúng ta là người Phật tử tu đúng, hành đúng và đi đúng trên con đường của mình đã chọn.
Sáng hôm nay thầy rất là hoan hỷ khi được tiếp đón cũng như là được biết quý vị về ở nơi này, đã làm được hai việc, ba việc rất là có ý nghĩa. Thứ nhất đó chính là chúng ta chuộc mạng phóng sinh cho hàng ngàn sinh linh. Thứ hai đó là chúng ta ấn tống Phật Pháp, tức là những phương tiện Phật Pháp để cho mọi người được hiểu để tu. Và cái thứ ba đó chính là quý vị đem cái ánh sáng từ bi, đem cái lòng từ của mình thể hiện qua những cái món quà rất là chân thành gửi đến bà con nghèo ở cái trú xứ nơi này. Thì ba cái việc làm đó nó đã thể hiện được một trong những phẩm hạnh quan trọng của lục độ Ba La Mật, tức là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ mà của một cái người hành giả hành trì theo Bồ Tát hạnh đã đi, đã làm và đang làm. Đó chính là các vị ngày hôm nay. Thì vấn đề thầy hướng dẫn cho các vị nói về con đường tu Phật, có nghĩa là quý vị dầu cho chúng ta ở một vai trò nào, ở một vị trí nào, mà chúng ta muốn chọn một cái mục đích, một cái điểm để mà chúng ta đến, thì chúng ta phải biết rõ là chúng ta đang đứng ở đâu, và cái mục đích chúng ta cần đến là chúng ta cần đến đâu, và để dùng cái phương tiện nào chúng ta được đến cái nơi chúng ta cần đến, chúng ta đạt được cái mục đích mà chúng ta cần đến. Đó là cái điều kiện thiết yếu mà chúng ta cần phải chuẩn bị, cần phải biết cho thật là rõ. Quý Phật tử có biết rằng trong Kinh A-di-đà, Đức Phật đã nói là đời chúng sinh hay là cõi ta bà này gọi là ngũ trược ác thế. Đó, ngũ trược ác thế ở đây, thứ nhất là kiếp trược. Kiếp trược tức có nghĩa rằng chúng ta sinh ra làm con người, mà là con người ở trên cõi đời này. Thì xin thưa với quý vị, ở trong đạo tràng của chúng ta, các Phật tử có ai rằng tự nói với lòng mình là từ nhỏ, từ khi sinh ra cho đến giờ, các vị luôn luôn hoàn toàn thanh tịnh, không bị nhiễm ô, không bị đau khổ? Có người nào được như vậy không quý vị? Hay là chúng ta đã có mặt ở cõi đời này từ bé cho đến giờ, đau khổ nói tiếp đau khổ, buồn phiền nói tiếp buồn phiền, cái buồn sau nó nói tiếp cái buồn trước, cái khổ sau nó nói tiếp cái khổ trước, vừa dứt cái khổ này thì cái khổ khác nó lại chồng lên. Khổ đó từ đâu có? Khổ do tìm cái ăn, khổ do tìm cái mặc, khổ do tìm cái ngủ, khổ do tìm cái ở, vân vân, rất là nhiều thứ khác. Rồi chẳng những không phải dừng ở góc độ đó, mà chúng ta còn khổ do gì nữa quý vị? Còn khổ do tình ái gây ra, còn khổ do tình cảm cha con, mẹ con, vợ chồng gây ra. Rồi cái khổ do liên hệ qua lại bạn bè trong xã hội này nó gây ra. Nói chung là khổ khổ nói tiếp trùng trùng điệp điệp. Chúng ta còn thở, chúng ta còn nói chuyện, chúng ta còn trao đổi, chúng ta còn giao dịch, chúng ta còn tiếp xúc với nhau, thì xin thưa với quý vị, chúng ta sẽ không bao giờ dứt khổ được, phải không ạ? Cho nên là bây giờ Đức Phật đã khẳng định trong Kinh A-di-đà, nói rằng ngũ trược ác thế. Thì cái kiếp trược tức có nghĩa là chúng ta có mặt trên cõi đời này là chúng ta đã có khổ rồi, thấy không? Thì bây giờ này, chúng ta muốn thoát khổ chúng ta phải làm sao? Xin thưa quý Phật tử, cho nên cái mục đích của chúng ta tu tập là phải thoát được cái khổ đó. Và bây giờ chúng ta thấy được cái điều thứ nhất là ở cõi đời này là kiếp trược, tức là cái đời sống, cái nơi của chúng ta sống, và cái cuộc đời của chúng ta là luôn đối diện với cái khổ. Thì chúng ta phải ý thức được nó, thì ý thức được nó chút nữa chúng ta mới có thể chuyển hóa được nó. Trên con đường tu tập chúng ta mới có thể thay đổi, gọt rửa được. Và thay đổi gọt rửa như thế nào chút xíu nữa thầy sẽ nói tiếp cho quý vị. Cái điều thứ hai, nơi cái chỗ mà chúng ta sống, nơi cái vị trí chúng ta đang đứng, nơi cái chỗ mà chúng ta đang hoạt động đây, có cái điều kiện thứ hai nữa, cái trược thứ hai nữa mà Đức Phật đã nói trong Kinh A-di-đà là cái gì? Kiếp trược rồi tới kiến trược. À, kiến trược tức là cái nhìn sai lầm, nhìn nhận sai lầm. Quý Phật tử ơi, điều này rất là quan trọng. Cái nhìn nhận sai lầm không phải rằng chúng ta thấy con gà, chúng ta tưởng là con vịt,
mà chúng ta nhìn như vậy là nó sai, thấy không? Mà cái sai đó đó là nó chưa có đến nỗi dẫn cho chúng ta đi vào trong địa ngục, chưa có đến nỗi dẫn chúng ta đi vào cảnh giới khổ đau sanh tử luân hồi. Mà cái kiến trược, tức là cái nhìn sai lầm của chúng ta là gì? Là cái việc đúng, cái việc đạo đức, cái việc tốt thì chúng ta không công nhận, cái việc xấu, cái việc ác, cái việc không phải thì chúng ta lại hoan hỷ tung hô. Nó cái đó mới là cái nguy hiểm nhất. Mà xin thưa với quý vị, phàm làm con người ở trên cõi đời này, xin thưa rằng nếu kể cả chúng ta là người Phật tử, nếu mà chúng ta nghe một vị giảng sư, một vị thầy nào đó mà nói, mà thuyết giảng hay là chỉ mình một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, xin thưa rằng nói toàn là kinh điển không, một hồi chúng ta ngồi chúng ta đồng ý lia lịa, tức là gì? Giống như chúng ta ngủ gục lia lịa vậy đó, thấy không? Nhưng mà nói chuyện Đông, chuyện Tây, chuyện Tàu, chuyện Nam, chuyện trên, chuyện dưới á, chúng ta nghe chúng ta vui, chúng ta cười, chúng ta hoan hỷ, thậm chí chúng ta vỗ tay lia lịa luôn, nó không có buồn ngủ. Thì cái điều đó là nó cho chúng ta biết là gì? Là cái kiến trược, cái thấy của chúng ta nó còn bị nặng nề, xin thưa quý vị. Và cái thứ hai nữa là kiến trược, tức là cái nhìn của chúng ta sai lầm. Mà nhìn cái gì sai lầm? Nhìn về giáo pháp của Đức Phật sai lầm. Nhìn cái con đường của chúng ta đang đi là nó sai lầm. Xin thưa với quý vị, có nhiều người, bản thân thầy cũng từng tiếp xúc với lại một số đông các Phật tử, có người thì cho rằng thầy ơi, theo con nghĩ rằng bây giờ là tạo tượng Phật sẽ có phước nhiều. Có người nói rằng bây giờ thầy ơi, con nghĩ là xây chùa nó mới có phước nhiều. Rồi có người nói rằng thầy ơi, con nghĩ bây giờ xây trường học, xây cầu nó mới có phước nhiều. Rồi có người khác lại nói rằng dạ thầy ơi, giúp đỡ người nghèo khó nó sẽ có phước nhiều. Đó, thì xin thưa với quý vị, mỗi một quan điểm, mỗi người nó có cái khác nhau, mọi cái sự chứng minh, nhìn nhận của mỗi người nó khác nhau. Và thầy khẳng định xin thưa với quý vị, trên cuộc đời này chúng ta làm bất cứ việc lành nào, không có cái nào phước nhiều, mà cũng không có cái nào phước ít. Nhiều hay là ít, nó quan trọng ở chỗ chúng ta làm bằng cái tâm như thế nào và chúng ta làm ra sao mà thôi. Chẳng hạn như thầy nói cái chỗ chúng ta bây giờ ở đây, mình thấy quý vị phóng sanh, cái việc làm thiết thực của quý vị là gì? Bằng tâm từ bi chuộc mạng, cứu mạng, phóng sanh cho các loài chúng sinh đang bị giam cầm, đang đối diện với cái chết, để cho nó thoát khỏi được cái nghiệp lực của nó. Thì xin thưa với quý vị, nếu mà mới vừa nghe qua đó là chúng ta thấy cái việc này nó là công đức nhiều hay là ít quý vị? Nhiều hay ít? Phải nói là nhiều phải không? Nghe qua nói việc mà chuộc mạng cho người khác mà chúng ta thấy là nó rất là nhiều, công đức nó rất là nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta làm không đúng cách, không đúng cách, thì xin thưa với quý vị, cái phước của chúng ta đâu chưa thấy nha, mình chưa biết được bao nhiêu, mà là trở lại là cái nghiệp của chúng ta đó, là đã có cộng nghiệp trong đó rồi. Có nghĩa là cái phước thì mình chưa biết nó đến đâu, nhưng mà trước mắt là cái nghiệp của chúng ta là nó bị cộng vô trong đó rồi. Cho nên là nó cái điều kiện quan trọng nhất, nó đòi hỏi là ở chỗ là cái trạng thái của chúng ta, cái hành vi của chúng ta, cái hành động của chúng ta, cái việc làm của chúng ta nó là như thế nào. Thầy nói chẳng hạn như khi mà thầy nhận được cái thông tin mà của quý vị là nói à, ngày hôm nay là cái đoàn Phật tử của chúng con đi về dưới đây để phóng sanh, để nhờ thầy tổ chức giùm. Thật sự là trong thâm tâm của thiện tâm rất mừng, thầy rất mừng, rất vui và rất hoan hỷ. Nhưng mà trong cái mừng, trong cái vui, trong cái sự hoan hỷ đó là muốn làm sao để cho quý vị có được cái công đức, cái phước báo nó tròn đủ nhất. Chẳng hạn như thầy nói à, quý vị chuyển tiền xuống đây nhờ thầy, dạ thầy ơi, tới ngày đó thầy mua giùm con 50kg, 30kg, 70kg, 100kg gì đó, cá rô, cá sặc, cá lóc, cá gì đó vân vân. Thì xin thưa với quý vị, bản thân thầy không dám làm điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình kêu, mình gọi, mình kêu người ta mua cái số lượng bao nhiêu thì đương nhiên là bằng mọi cách người ta phải đáp ứng cho đầy đủ cái số lượng bấy nhiêu đó. Nếu mà không, thay vì cái người đó đó một ngày họ chỉ là đánh bắt nhiêu, chỉ có 10kg thôi là họ đủ sống rồi. Nhưng mà giờ bữa nay mình kêu họ phải đánh bắt cho đủ 100kg thì đương nhiên họ phải làm nhiều hơn. Thì đồng nghĩa bên cạnh cái từ bi, chúng ta lại xúi người khác làm tạo thêm cái nghiệp lực. Nói cho nên là bản thân thầy là muốn làm sao, cá nhân thầy là muốn làm sao để cho quý vị có công đức thật sự. Có nghĩa là gì? Sáng ngày hôm nay khi mà trước khi quý vị đến sám hối là mọi người phải đi đâu?
đi vào trong trại cá, đi vào trong chợ cá, đi vào trong cửa hàng cá. Nói chung chỗ nào có duyên và chỗ nào có cá, chia tiền ra mỗi người mua gom đem trở về. Thấy gặp nhiêu à, cái thùng này bao nhiêu? 150 kg. Rồi thầy mua hết, chở đem về tới cái điểm đó cho thầy để thầy chắc lên ghe. Chỗ khác chở lại cũng tương tự giống như thế, tập trung lại một chỗ. Có nghĩa là bằng cái ngẫu nhiên, bằng cái vô tình, cộng với lại cái tâm lượng từ bi rộng mở của quý vị, thì đương nhiên là cái nhìn nhận, cái cách làm của chúng ta nó tròn đủ. Đó, cái điều thứ hai. Là bây giờ quý vị đó là quý vị ấn tống. Chẳng hạn như, như hồi nãy thầy nói quý vị, có người nói là ấn tống kinh sách, ấn tống tượng Phật, nói chung làm những cái công việc công đức như thế là nó sẽ có phước rất nhiều. Thì xin thưa với quý vị, thầy không có phải phủ nhận là cái việc đó là không, không có công đức. Nhưng mà ở cái quan điểm của thầy, đối với cái sự tu tập của quý Phật tử, bằng cái hành trạng chúng ta ấn tống cái tượng Phật, bằng cái hành trạng chúng ta ấn tống cái quyển kinh, thì xin thưa với quý vị, chúng ta in, chúng ta có tiền dễ lắm. 50 quyển kinh, 30 quyển kinh, 20 quyển kinh, chúng ta chỉ cần có tiền thôi, chúng ta lao động có tiền thôi, thì chúng ta có thể mua được, thỉnh được kinh để mình đi ấn tống, mình đi mình cúng dường. Nhưng mà thật sự cái ý nghĩa ấn tống cao đẹp nhất là mỗi người của chúng ta phải là một cái bản kinh đó, xin thưa quý vị. Chẳng hạn như chúng ta ấn tống cái bản kinh Vô Lượng Thọ, hay là chúng ta ấn tống cái bản kinh Vu Lan, hay là chúng ta ấn tống cái bản kinh A Di Đà, thì thà rằng tốt hơn á, thà rằng á, mặc cho dù chúng ta ấn tống, chúng ta in ra 50 quyển, 70 quyển, 100 quyển, nhưng mà nếu tâm của chúng ta thanh tịnh, chúng ta sống bằng bản kinh A Di Đà, chúng ta sống bằng bản kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta hành trì được bản kinh Vô Lượng Thọ, thì bản thân của chúng ta phát tâm ấn tống cái quyển kinh nào trong tâm của chúng ta có quyển kinh đó là công đức phước báo vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên thưa quý vị, không phải chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ chúng ta ấn tống kinh bằng giấy, bằng sách đóng lại mà gọi là có phước tròn đủ đâu quý vị. Đó là cái phước hữu lậu, công đức của chúng ta rất lớn. Nói theo tư tưởng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, giống như cái người đó họ đến họ nghe thuyết pháp, mà chỉ cần nhường cái chỗ ngồi cho cái người đó để được nghe thuyết pháp thôi thì công đức đã không thể nghĩ bàn rồi, huống gì người đó được ngồi trực tiếp để nghe thuyết pháp. Thì này cũng vậy, chúng ta in ra hàng trăm quyển, hàng ngàn quyển, công đức đã vô lượng vô biên rồi, nhưng mà tự bản thân của chúng ta phát tâm ấn tâm cái quyển đó, hành trì trực tiếp cái quyển đó này, thì xin thưa quý Phật tử, quý Phật tử ơi, công đức không thể nào mà bàn cho được, thấy không? Cho nên là chúng ta có cái cách, có cái phương thức để chúng ta tu tập. Mà muốn có được cái điều này, chúng ta phải thấy được cái gì, phải ý thức được cái gì, phải biết được cái gì, phải biết được rằng chúng ta đang có cái kiến trược. Cái kiến trược tức là chúng ta không nhìn ra được cái đúng đắn, chúng ta cứ nhìn cái sai lầm, thấy không? Nhìn cái sai lầm là như thế nào? Chẳng hạn như thầy ơi, con làm điều đó nhưng mà bắt buộc nó phải như vậy con mới cam tâm, còn nó không phải như vậy là con không đồng ý. Thì xin thưa với quý vị, đó chính là kiến trược, tức là cái sự cố chấp vào bản thân của chúng ta, thấy không? Cho nên là ở đây cái cộng tu và cái sự hành trì và cái sự tu tập của quý Phật tử là chúng ta phải biết rõ được chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang làm gì, chúng ta là ai. Cái điều thứ ba, phiền não trược. Kiếp trược rồi, kiến trược rồi, phiền não trược. Điều này xin thưa với quý vị, phàm làm người, là chúng sinh, là chúng ta thì ai cũng có phiền não hết. Đi, người đi trước mà dẫm bước cái người đi sau thôi, nhiều khi chúng ta nghe chúng ta cũng bực bội rồi, thấy không? Chúng ta cũng khó chịu rồi. Mà bực bội khó chịu là gì? Là phiền não, thấy không? Chẳng hạn như hồi nãy thầy Minh Thuận hướng dẫn cho quý vị là lễ Phật đấy. Ví dụ chúng ta lễ Phật, chúng ta đảnh lễ mà chúng ta không có cái cách, gọi là cái phương pháp cho nó hợp lý, thấy không? Thì bản thân của chúng ta lại xuống, nó rồi nguyên cái hình thù của chúng ta nè, cái tướng bộ của chúng ta nè, nó làm ảnh hưởng đến cái người sau. Nó thì quý vị, nếu mà chúng ta không có cái phương pháp, mà nếu mà rộng thì không nói gì, mới là nó chặt á, thì cái người sau người ta phải làm gì? Người ta hưởng đủ hết á, thấy không? Ta lãnh đủ thì đương nhiên ta lãnh đủ, ta có ta lại Phật còn thanh tịnh không? Sẽ không thanh tịnh, mà không thanh tịnh thì không có phước, phước đâu chưa thấy mà phiền não nó sẽ nổi lên. Mà phiền não, có phiền não nổi lên thì đương nhiên nó sẽ có cái cộng nghiệp ở trong đó. Đó, cho nên là cái phiền não nó gắn liền trực tiếp với cái đời sống hiện tại của chúng ta mỗi ngày. Từ sáng giờ có ai phiền não chưa? Có không?
Quý Phật tử bên đây có không? Quý vị bên đây có không? Đó, có phiền não không? Hả? Nếu mà trả lời không thì không tin, thấy không? Mà hả, trả lời có thì cô không biết chỉ ai. Đó, nhưng mà thầy khẳng định với quý vị là như thế này, có hay không thì tự mình biết, đúng không? Có hay không tự mình biết thôi. Nói nhưng mà cái phiền não đó là cái gì? Cái bực bội, cái khó chịu, cái không đồng ý. À, cái không đồng ý là phiền não. Mà phiền não là một cái ma chướng rất lớn để nó ngăn cản chúng ta. Nó ngăn bước chúng ta làm những cái việc gì mà có lợi ích cho mọi người. Thường là phiền não nó như thế. Ở đây đó thì xin thưa với quý vị, đối với quý Phật tử mà về chùa ở đây tu tập, về ở nơi này mà tu tập mà hàng tháng đó, trong đạo tràng hàng tháng hàng kỳ đó, ở đây thì có quý Phật tử là quý vị hỏi thăm là biết liền đó. Thầy thì rất là vui vẻ, rất là hoan hỷ, nhưng mà đặc biệt đó là coi như là nếu mà nói khó thì nó kỳ, mà nó gần giống vậy đó. Ví dụ ăn cơm mà ví dụ ăn cơm trong chánh niệm mà không chịu chánh niệm ngồi nói chuyện với nhau thì thôi, giờ mời hai vị ra ngoài hàng ba ngồi nói chuyện để người khác chánh niệm, còn chịu không chịu thôi, thấy không? Có nghĩa là chúng ta phải tạo như thế nào, tạo làm sao để cho người khác thì khi họ không có phải vì mình mà họ cảm thấy họ khó chịu, họ bực bội, họ cái trong tâm của họ là cảm thấy là phiền não khởi lên thì nghiệp chướng nó nổi lên đó. Và cái điều thứ tư, chúng sanh trược. Cái điều này nó quan trọng lắm quý vị. Chúng sinh là nó khác với lại thánh nhân. Mà cái hành động của thánh nhân là như thế nào? Lúc nào cũng thánh thiện, lúc nào cũng đem cái lợi ích của mọi người đặt lên hàng đầu, cái lợi ích của chung đặt lên hàng đầu. Còn hành động của chúng sinh thì nó trái ngược lại với hành động của thánh nhân đó. Hành động của chúng sinh là gì? Chúng ta tính toán cái lợi ích của chúng ta trước. Đó, chúng ta tính toán lợi ích của chúng ta trước, đặt cái lợi ích của chúng ta lên hàng đầu đó. Thì điều này là quý vị gắn bó rồi, quý vị gần gũi, quý vị sống trong xã hội này, chắc có lẽ là quý vị sẽ được tiếp cận nhiều hơn thầy rất là nhiều, thấy không? Thế nên là thầy nói như thế thì quý vị có thể tự cảm nhận được ngay cái chỗ đó. Nhưng mà tại sao giữa chúng sinh và thánh nhân nó rất là gần gũi, rất là gần gũi với nhau, chỉ cách có một đường chỉ thôi. Nhưng mà tại sao chúng sinh cứ làm chúng sinh hoài, không được bước qua cái đường chỉ để làm thánh nhân? Là bởi vì cái hành động của chúng ta chưa dứt trừ được cái nghiệp của một chúng sinh, cái hành động của một chúng sinh. Đó, chẳng hạn như hồi nãy chúng ta đi phóng sanh xong, về phát quà xong là 12 giờ rưỡi rồi. Rồi xuống coi như phát cơm để ổn định đạo tràng, là chúng ta dùng cơm trong chánh niệm. Có người than với thầy ơi bây giờ đói quá rồi, bây giờ mệt quá rồi thầy ơi, đói quá rồi thầy ơi, vân vân như vậy. Thì xin thưa với quý vị, cái đói đó chính là hành động của ai? Của ai quý vị? Cái đói đó là hành động của ai? Của ai? Thánh nhân có bao giờ than như thế không? Có không? À, cái hành động đó là hành động của chúng sinh, của chúng ta, tức là đang là chúng sinh mà. Cho nên là không phải ở đây cái đó là cái điều kiện để sống, cái điều kiện để tu tập thôi, thấy không? Cho nên là trong năm điều quán tưởng, mình thấy không, cái thức ăn dùng để làm gì? Để chữa cái bệnh khô gầy của chúng ta. Mà khi chúng ta ăn là phải quyết tu thành đạo nghiệp đó. Quý vị nên nhớ như vậy, là cái khi chúng ta dùng cái bữa ăn đó, cái sứ mệnh của chúng ta, cái trách nhiệm của chúng ta nó nặng nề vô cùng, nó nặng nề vô cùng. Nhưng mà chúng ta muốn làm được, chúng ta phải làm sao? Tâm của chúng ta phải thanh tịnh. Xin thưa với quý vị cứ thực tập thử đi, thử nghe, quý vị về nhà quý vị áp dụng nhận được. Ví dụ quý vị mà đi đâu đó mà đông người thì đương nhiên nó là sao? Nó bực bội rồi, nó bức rứt rồi, nó nóng nảy do những cái nhiệt trong người nó bốc ra, nó tỏa ra, thấy không? Mà nếu nó bốc ra tỏa ra trong cái nực nội đó, chúng ta làm gì? Lấy quạt đủ mọi cách để chúng ta quạt nó cho quạt. Nhưng mà càng quạt nó lại càng nóng, càng quạt nó lại càng nóng quý vị. Nhưng mà thay vì vào đó, lúc đó mọi người nếu mà chúng ta từ tốn nhẹ nhàng, ngưng ít hoạt động một chút, thì cái nhiệt lượng trong người nó ít có tỏa ra. Ít tỏa ra thì tự nhiên cái nóng ở đâu nó sẽ giảm xuống hồi nào mình không hay, thấy không? Cho nên là cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần phải để ý. Những cái hoạt động bình thường đó là hoạt động của chúng sinh đó quý vị. Và cái cuối cùng là gì? Mạng trược trung.
Tức là chúng ta sống ở đây nè, cái đời sống của chúng ta hiện tại, chúng ta đang thở, chúng ta đang sinh hoạt. Nhưng mà khi chúng ta hết thở là chúng ta hết sinh hoạt, đúng không? Phải không quý vị? Nó như vậy là cái đời sống của chúng ta là nó dài hay nó ngắn? Nó dài hay ngắn? Nó chỉ có gói gọn tất cả mọi công việc trên vai của chúng ta, hoạch định ra rất là nhiều, nhưng mà chỉ có duy nhất có một cái là chúng ta còn thở thì chúng ta còn làm, mà chúng ta nín thở cái là xong. Có nhiều đó thôi. Có một là thở, hai là nín thở, là quyết định hết tất cả mọi thứ. Một khi bây giờ chúng ta muốn làm, nhưng mà bây giờ coi như là cái anh gió của mình giờ anh không có chịu hợp tác với mình nữa, giờ anh cắt cái bụp, mình làm gì vậy? Kiện ai? Đâu có kiện thưa ai được, đâu có khiếu nại ai được, thấy không? Cho nên rằng cái điều này là Đức Phật đã nói là gì? Đã nói rằng thế gian vô thường, quốc độ quy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hành vi tội tổ, như thị quan sát, tiệm ly sinh tử. Điều này là trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật nói để cảnh tỉnh chúng ta là gì? Cái thế gian, tức là cái nơi của chúng ta ở, cái sinh mạng chúng ta đang có là nó vô thường. Cái nơi của chúng ta ở, cái quả địa cầu chúng ta đang ở là nó nguy thúy, tức là bất cứ lúc nào nó cũng có thể cái nguy hại đến với mình. Cái nguy hại đó là gì? Là thiên tai, là dịch bệnh. Quý vị thấy là bây giờ trên đài, trên thế giới, trong cái quả địa cầu của chúng ta, có ngày nào mà trên cái quả địa cầu này không có sự cố ảnh hưởng đến sự sống của con người xảy ra không? Không chỗ này thì cũng chỗ khác, thấy không? Không thiên tai thì cũng bánh bom. Nó cũng là cái hành động là cũng kéo để cho, để làm gì? Có thể kết thúc, có thể chấm dứt một cuộc đời, một cuộc sống của một ai đó. Nó không dừng. Mà xin thưa với quý vị, nó đi đông, đi tây, đi nam, đi bắc, đi trên, đi dưới, đi qua, đi lại, cuối cùng nó cũng sẽ đi tới mình mà thôi. Cho nên Đức Phật đã khẳng định rằng quốc độ là quy thúy. Cái chỗ chúng ta ở, quý Phật tử ơi, chưa chắc gì ổn định. Không phải không ổn định là về kinh tế, chính trị, xã hội, mà là nó không ổn định về cái sự vô thường của thế gian. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể biến dịch, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy trong cái thời gian vừa rồi tại đất nước Nhật Bản, nó đùng một cái chỉ trong vòng có một tiếng, nửa tiếng đồng hồ thôi, thì nó đã xóa tan biết bao nhiêu cái như thế. Cái đó là do ai? Có phải do chính trị không? Có phải do kinh tế không? Có phải do xã hội không? Hoàn toàn không ai lường trước được điều đó xảy ra. Thì đó chính là gì? Chính là quốc độ nguy thúy. Tứ đại khổ không. Tứ đại khổ không là thân của mình. Thân của mình gồm có cái gì? Đất, nước, gió và lửa. Đất là da thịt, nước là máu mủ, gió là hơi thở, lửa là hơi ấm ở trong người của mình. Chỉ cần bốn cái anh chàng này mà không bắt tay hợp tác nhịp nhàng thôi là chúng ta đã không hoạt động được rồi, thấy không? Không hoạt động được rồi. Mà nếu mà không hoạt động được thì đồng nghĩa với gì? Không hoạt động được thì coi như là bốn anh này không hoạt động, đồng nghĩa với gì quý vị? Hả? Đó. Nếu mà bốn anh này ảnh không hoạt động được, coi như là chúng ta đã ngủm rồi, thấy không? Chết thì nghe nó ghê quá, thầy cũng sợ chết đi lắm, cho nên thôi mình đổi lại cái ngủm cho nó nhẹ một chút, thấy không? Coi như là xong, chấm dứt hết tất cả rồi, đâu còn gì nữa, không làm được gì nữa hết. Rồi giờ đây nè, tiền của tôi, nhà của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, tất cả mọi cái của tôi đều bị chìm đắm hết, đều bị cắt đứt hết, không có còn. Có một cái nhân duyên kỳ đó, thầy đi trong một cái phái đoàn, tức là hướng dẫn một cái đoàn đi Lào, Campuchia với lại Thái Lan. Thì trên cái đoàn đi đó, có một vị Phật tử cũng khoảng 45 tuổi cùng đi trong đoàn. Thì cùng đi trong đoàn 45 tuổi thì anh ta làm cái nghề gọi là kinh doanh về kim khí điện máy gì đó, rất là giàu có. Rất là giàu có. Thì khi đi ở trên trong đoàn đi đó, thì anh ta có tâm sự như thế này. Anh thì đi cùng với lại ba người bạn nữa, tức là ba người cùng làm ăn chung này kia rồi đi như vậy. Rồi khi đi đó là coi như là anh ta nói rằng bây giờ năm nay con 45 tuổi,
con bắt đầu ra đời kinh doanh làm ăn hơn 10 năm nay. Thành công có thể nói rằng được chấp nhận rất tốt. Tiền bạc của cải thì rất nhiều. Nhưng mà thầy ơi, hiện giờ con không biết làm sao hết. Bởi vì cách đây là có mấy hôm là coi như là con bị sốt rồi bệnh rồi đưa vô bệnh viện, thì coi như là bác sĩ chẩn đoán là con đã thời kỳ cuối rồi, tức là chuẩn bị rồi. Thì bây giờ này con xin thưa với thầy, con chấp nhận là đánh đổi hết tất cả những gì con có hiện tại, trở lại bình thường như lúc ban đầu thôi, đủ ăn đủ mặc vậy thôi, nhưng mà cho con dứt được cái bệnh của con, là cái điều đó là con cảm thấy hạnh phúc nhất rồi. Tiền bạc, nhà lầu, xe hơi, của cải tùm lum giờ để cũng không có làm được gì hết đó. Nó thì sau khi anh nói như vậy thì về khoảng 3 tháng sau, nó thì khoảng 3 tháng sau thì có một cái chuyến đi từ thiện, lúc đó là đi lên trên Đắk Nông. Thì hai người bạn mà đi chung với anh á là cũng tham gia trong cái chuyến đó. Thì coi như là không thấy anh đi. Thì hỏi tại sao thì hai người bạn kia thông báo là nói rằng anh ta đã ngủm rồi, tức là đã xong rồi. Thì cái người bạn thân nhất á mới kể lại ảnh như vậy. Nhưng mà bởi vì sau khi phát hiện ra bệnh rồi mới giác ngộ, nhưng mà giác ngộ thì chưa kịp làm được gì hết thì đã ra đi rồi đó. Anh ta nói là cái anh bạn mới kể lại đó là bây giờ tụi con thấy ảnh á, cái hành động của ảnh á, thì giờ con cũng rất là xót xa. Hiện giờ tại vì tụi con cũng là thành công giống như ảnh, mà nếu mà một ngày nào đó mà giống như ảnh nữa đó, thì không biết nó sẽ như thế nào đó. Thì con cái bữa đó con đến con thăm, coi như là gần tới ngày mà ảnh chết á, thì cái cô vợ mới nói rằng anh cách đây mấy ngày là ảnh nói rằng em ơi, em vào trong cái két sắt á, em bưng cái rổ vàng với hộp sòn ra cho anh rờ lần cuối cùng là anh chết. Đó. Rồi xong cái hai cái người bạn này nè, là nghe cái cô vợ của anh ta kể như vậy thì mới nói với nhau là, mới nói với thầy là bên trên là thấy ảnh vậy là buồn dữ lắm. Bây giờ làm cực khổ vất vả mà cuối cùng là khi nhắm mắt ra đi thì cũng ai sử dụng đâu không à. Cho nên giờ tụi con giác ngộ rồi, tụi con sợ dữ dằn lắm. Cho nên giờ tụi con cũng không có cần thiết là phải cất nhiều, phải giữ nhiều. Đó, có nghĩa là chỉ cần mà đủ ăn đủ mặc vậy là được rồi. Tụi con làm ra tạo ra được nhiêu này kia nọ rồi, cho nên tụi con đi ăn chơi hết cho rồi, chứ để chết rồi cũng uổng. Đó, mình nghe nó, mình nghe mình, tức là cái đoạn đầu mình nghe mình rất là xúc động, tưởng đâu là tụi con tạo ra nhiêu đủ ăn đủ mặc là đủ rồi, còn lại bao nhiêu con lấy để đi làm công việc từ thiện, giúp đỡ người nghèo, phóng sanh chẳng bằng gì đó, xây chùa tạo tượng đúc chuông gì, hay là xây trường xây cầu gì đó vân vân. Mình nghe mình thấy mình chút xíu nữa là mình bị hố rồi, nếu mình khen là mình hố rồi, thấy không? Cho nên nó là ngay lúc đó cái anh ấy, cho nên là giờ làm coi như chừa đủ thôi, còn như thôi lo tranh thủ ăn chơi hết không hết đi thầy ơi, chứ để em mốt rủi chết rồi cái coi như là uổng rồi, phải gần tới ngày chết kêu vợ bưng ra rồi trước khi chết như vậy thì nó nguy hiểm vô cùng đó. Cho nên là quý vị thấy cái hạnh phúc, cái duyên của chúng ta là được gần Phật pháp, được hiểu Phật pháp, được ứng dụng Phật pháp ngay cái cõi đời, ngay cái mạng chuột này là một cái hạnh phúc rất lớn, xin thưa quý vị. Cho nên Đức Phật đã khẳng định là ngũ trược ác thế, có nghĩa là nó xâm chiếm chúng ta như thế nào, nó làm chủ chúng ta như thế nào, nó hoành hành chúng ta như thế nào quý vị. Hoành hành chúng ta đi vào địa ngục, hoành hành chúng ta đi vào khổ đau, hoành hành dẫn dắt chúng ta đi vào con đường sinh tử luân hồi, cũng ngay cái chỗ ngũ trược ác thế này, cái nơi chúng ta đang ở. Mà bây giờ chúng ta muốn chấm dứt được nó thì chúng ta cần phải làm gì? Tức là chúng ta phải có một cái cuộc cách mạng. Mà cuộc cách mạng đó là cuộc cách mạng như thế nào? Đi trên con đường của Phật. Quý vị nên nhớ nha, đi trên con đường của Phật. Thế bây giờ chúng ta đã biết được cái vị trí của chúng ta đang ở cái nơi nguy hiểm rồi. Bây giờ chúng ta muốn giải thoát được nó thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đi trên con đường của Phật. Mà đi trên con đường của Phật phải có phương pháp, chứ không phải chúng ta nói mắt đi là đi. Như nãy thầy đã nói với quý vị rồi, chúng ta nói chúng ta đi con đường Phật mà chúng ta chỉ cần vô tình lỡ bước xa chân là trở thành bước qua con đường ma ngay lập tức quý Phật tử ơi. Cho nên bây giờ đi con đường Phật là đi như thế nào đây? Xin thưa với quý vị, trong bài kệ mở đầu của bảy vị Phật quá khứ cho đến thời hiện tại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni,
Có một cái câu chuyện như thế này. Xưa kia là Ô Sào Thiền Sư là một người tu hành chứng đạo, Bạch Cư Dị là một nhà học giả lỗi lạc uyên thâm, Độc Cô Cầu Bại trí tuệ uyên thâm số 1, không muốn ai lý luận biện luận giỏi hơn mình. Mà nếu nghe ai mà giỏi hơn mình là tìm đến để mà hạ gục. Thì khi mà nghe cái danh của Ô Sào Thiền Sư là một người tu hành giải thoát, tu hành chứng đạo trí tuệ siêu việt, thì Bạch Cư Dị mới tìm đến để làm gì? Để đấu trí đối với Ô Sào Thiền Sư. Thì khi mà ông đến chỗ của Ô Sào Thiền Sư mới đảnh lễ, mới thưa với ngài rằng là xin Ô Sào, xin Thiền Sư cho biết là Đức Phật đã dạy những gì. Thì Ô Sào Thiền Sư đáp rằng không làm các điều ác mà làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Thì Bạch Cư Dị mới cười, nói là như vậy là đơn giản quá, như vậy là cái điều này thì đứa trẻ 7 tuổi cũng biết. Thì Ô Sào Thiền Sư trả lời, đứa trẻ 7 tuổi có thể biết, nhưng ông già 70 chưa chắc đã làm xong. Xin thưa với quý vị, giáo pháp của Đức Phật, con đường Phật chúng ta cần đi là chúng ta đi trên con đường đó. Là gì? Không làm các việc ác mà làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Quý vị thường hay nghe Chư Tôn Đức Giảng Sư, quý vị thường hay đọc trong các kinh sách, các cái luận có nói rằng Đức Phật dạy 84.000 pháp môn tu. Nhưng mà xin thưa với quý vị, có ai đếm được là pháp môn thứ nhất là gì, thứ hai là gì, thứ ba là gì, cho đến cái pháp môn thứ 84.000 không quý vị? Như vậy cái con số 84.000 này từ đâu? Con số 84.000 này là chỉ là vô lượng pháp môn tu thể nguyện độ chúng sanh tổng giai thành Phật đạo. Thì cái giáo pháp của Đức Phật dạy vô lượng vô biên. Như vậy đi theo con đường Phật là chúng ta phải tu vô lượng vô biên cái pháp môn đó à? Đâu được. Nếu mà chúng ta mà đi cứ chạy theo bữa nay mình tu pháp này, ngày mai tu pháp kia, chừng nào mình tới. Giống như vừa đây mình đi về Sài Gòn, đi về thành phố Hồ Chí Minh, hồi mình đi xe bò, hồi mình đi là xe cải tiến, hồi mình đi xe lâu, hồi mình đi xe hơi, chừng nào mình tới được thành phố? Chừng nào mình tới được thành phố Hồ Chí Minh? Cho nên là mặc dù là pháp môn tu là nói rằng vô lượng vô biên, vô lượng vô biên để chỉ cho chúng sinh nào đủ duyên để hành trì pháp môn nào thì chọn pháp môn đó. Nhưng chung quy trở lại là gì? Cũng một con đường, một kết quả là giúp cho chúng sinh đó giải thoát được khổ đau. Thì như vậy cái pháp môn tu đó chúng ta biết nó hợp với chúng ta hay là không hợp với chúng ta, thì trên cơ sở cái bài kệ mở đầu mà mười phương chư Phật ba đời đã nói và đã dạy, đối với cái tạng pháp đầu tiên của mình, khai mở tạng pháp đầu tiên mà chuẩn bị nói ra, đó là gì? Là không làm ác mà làm lành. Mà không làm ác mà làm lành phải giữ tâm và ý trong sạch thanh tịnh, thì cái điều đó là chư Phật dạy. Thì như vậy bây giờ chúng ta niệm Phật, chúng ta phóng sanh, chúng ta ấn tấm kinh sách, chúng ta tặng quà từ thiện, xin thưa với quý vị, đó cũng là một trong những pháp môn mà Đức Phật đã dạy mà chúng ta cần phải tu, chúng ta cần phải làm. Nhưng mà khi chúng ta làm với cái tâm ý thanh tịnh thì xin thưa với quý vị, cái đó mới đúng là Phật dạy. Mà nếu chúng ta làm với tâm ý không thanh tịnh thì lập tức không còn theo Phật mà theo ai? Theo ai? Hồi nãy thầy nói là Phật với ai gần? Phật với ma gần. Mà nếu mà chúng ta không đi với Phật thì đi với ai? Đúng không? Nếu không đi với Phật thì đi với ma thôi. Cho nên là Phật hay là ma chính do ta quyết định. Thấy không? Phật hay ma chính do ta quyết định, không ai quyết định được dùm cho chúng ta đâu. Mà muốn, xin thưa quý Phật tử ơi, nếu chúng ta muốn biết được như thế, chúng ta muốn làm được như thế, thì ngay bản thân chúng ta cần phải hành trì được cái gì, cần phải làm gì. Quan trọng là cái phương pháp chúng ta làm sao. Xin thưa với quý vị, chúng ta đã có được cái công năng này, cái công thức rồi, có bọt nè, có đậu nè, có đường rồi. Bây giờ chế lại thành cái bánh, chúng ta làm sao để cho ra cái bánh đây? Thấy không? Phương pháp ta có rồi, bây giờ làm sao đây? Biết được Đức Phật dạy làm cái gì, tâm ý mình trong sạch và thanh tịnh, có lợi ích cho mình, cho người khác, đó là điều của Phật dạy. Nhưng mà bây giờ chúng ta làm sao để đúng cái ý nghĩa của nó, hành trì làm sao phải đúng ý nghĩa của nó? Thì xin thưa với quý vị, cái điều thứ nhất quý vị cần phải nhớ, đó là chúng ta cần phải biết chúng ta đang làm gì. Đó, quý vị nhớ cái chỗ này nha, nhớ cho rõ nha.
Chúng ta muốn đạt được cái điều đó thì chúng ta phải biết điều một là hiện tại chúng ta đang làm gì. Nó nhiều lắm, nhiều cách lắm. Xin thưa với quý vị, thiền sư Thích Nhất Hạnh có cái câu nói mà tôi tâm đắc, rất là tâm đắc: đã về đã tới, bây giờ ở đây vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa. Nay ta đã về, nay ta đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây. Thầy hỏi quý vị, ở đây là ở đâu? Ở chùa Kim Linh à? Hay là ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh? Ở đâu? Ở đây là ở đâu? Ở ngay chỗ chúng ta đang đứng, thấy không? Tức là ở ngay chỗ cái bản thân của mình nè, chúng ta nè. Xin thưa với quý vị, chúng ta thông thường chúng ta ngồi đây, nhưng mà cái tâm của chúng ta không có ở đây. Thầy bảo đảm là bao nhiêu người ngồi trong hội trường này, thấy không, là cái tâm nó không có ở ngay chỗ quý vị, mà nó ở cái chỗ khác quý vị không. Tại sao thầy biết điều đó? Nó, tại sao thầy dám khẳng định điều đó? Bởi vì khi thầy nói quý vị nghe, quý vị hướng ra, quý vị lắng tai để quý vị nghe, thì giờ đó cái tâm quý vị để trên chỗ thầy nè. Còn thầy ngồi đây nhưng mà cái tâm không có ở đây, ở dưới quý vị á. Cho nên thầy mới dám khẳng định là những người có mặt trong đạo tràng của chúng ta không có ai gọi là cái tâm ở đây hết đó, toàn là ở chỗ khác không, thấy không? Mà bây giờ cho nên là Đức Phật dạy là chúng ta đi trên con đường, đi trên lộ trình của Ngài là phải biết được là an trú bây giờ, an trú ở đây. Ở đây tức là ở đâu? Ở đâu? Hồi nãy mới nói rồi, ngay thâm tâm của mọi người, của mọi chúng ta, của mọi người chúng ta. Chúng ta phải biết chúng ta đang làm gì. Chúng ta biết chúng ta đang làm gì nó có giá trị lắm quý Phật tử ơi. Như nãy thầy nói lúc ban đầu của quý vị, chúng ta muốn giảng sanh về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta muốn thoát khỏi được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta phải biết được cái lý do tại sao mà chúng ta cần phải đi, thấy không? Nếu mà nó cuộc đời này là hạnh phúc, cuộc đời này là sung sướng, cuộc đời này là cõi tiên rồi, thì chúng ta phải đi đâu nữa, để làm gì cho nó cực, đúng không? Mà bây giờ chúng ta muốn đi là bởi vì chúng ta thấy được cái cảnh giới này, ở cái nơi này, ở cái hoàn cảnh này nó như thế nào đó, chúng ta mới tìm cách để chúng ta đi. Còn nếu mà nó đã hạnh phúc, nó sung sướng, nó vui vẻ rồi, đi để làm gì? Đâu có ai mà đi từ bỏ cái hạnh phúc, cái vui vẻ, cái sung sướng mà đi tìm cái khổ đau không? Không bao giờ có. Người đó là cái người vô trí, hoặc là bắt buộc phải bị bắt đi thôi, thấy không? Còn bây giờ chúng ta quyết chí, chúng ta đi tìm cái con đường hạnh phúc, an lạc, khổ đau, là bởi vì chúng ta thấy được cái cõi đời này chính là ngũ trược ác, ngũ trược ác thế. Thì bây giờ chúng ta biết chúng ta cần phải làm gì, chính là chúng ta biết rõ được cái tâm của chúng ta, cái hành vi của chúng ta, cái dòng suy nghĩ của chúng ta. Khi sự việc gì đó bất hòa nó xảy ra giữa những cái mối quan hệ qua lại lẫn nhau, gia đình, cha mẹ, con cái, anh em, người thân, bạn đồng tu, bất hòa vì sao bất hòa, không đồng tình vì sao không đồng tình? Xin thưa với quý vị, chưa hẳn vì người đã sai mà chúng ta không đồng tình, mà trước tiên chúng ta không đồng tình là do bản thân của chúng ta đã sai trước. Chúng ta không biết chúng ta đang làm gì trước. Cái chỗ này quý vị phải nghe cho rõ nha, chứ để quý vị hiểu lầm rồi nhiều khi là trách thầy, là tội nghiệp thầy, thấy không? Tức có nghĩa là gì? Tự mình soi lại mình. Khi có việc gì đó nó bất hòa, không vừa ý, nó xảy ra, cái người khác á, có không vừa ý được cho mình không quý vị? Cái người khác, cái người bên cạnh của mình á, có không vừa ý giùm cho mình được không? Vừa ý hay không vừa ý, thuận hay nghịch là do tự chúng ta, tự chúng ta quyết định tất cả. Cho nên là Đức Phật mới khẳng định rằng con người chính là chủ nhân của nghiệp là như thế. Cho nên biết chúng ta cần phải làm gì, biết chúng ta đang làm gì, là điều đó nó cho chúng ta cái thông điệp là mình phải chánh niệm tỉnh giác ngay trong hiện tại, mỗi hành động, mỗi việc làm, mỗi lời nói của chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải biết rằng chúng ta đang ở đâu. Cái điều này nãy thầy nói rồi. Giờ quý vị đang ở đâu? Hả? Giờ quý vị đang ở đâu? Giờ quý vị đang ở đâu? Hả? Mấy cô bên đây nè, giờ quý vị đang ở đâu vậy? Nè, thấy chưa? Sai lầm liền. Đó, sai lầm liền.
Nói là chúng ta đang ở chùa Kim Linh Một, mà thật sự bây giờ trong chùa Kim Linh Một có gì ở chỗ nào? Đó, trong chùa Kim Linh Một ở đâu? Đó. Cho nên là cái quan trọng nhất là chúng ta phải biết chúng ta đang ở đâu. Xin thưa rằng ngồi ở dưới đó đó, nhưng mà ở đây nè, ở đây nè, thấy không? Ở đây nè, chứ không phải là ở đâu hết đó. Cho nên là chúng ta biết chúng ta đang ở đâu là nó giúp cho chúng ta có được cái chánh niệm tỉnh giác. Có được cái chánh niệm tỉnh giác, quý vị nhớ cho rõ và cho kỹ chỗ này nha. Biết mình ở đâu tức là chúng ta đang chánh niệm tỉnh giác. Đó là điều thứ hai. Và cái điều thứ ba đó là chúng ta cần phải làm gì. Đó, thì bây giờ quý vị thấy đời ngũ trược ác thế mình đã biết rồi. Bây giờ đi trên con đường của Phật là mình phải giữ tâm ý mình thanh tịnh rồi. Thế bây giờ còn có một cách duy nhất nữa, giống như là giờ mình có xe nè, có xăng nè, có tài xế rồi. Giờ tiếp theo mình làm cái gì? Giờ chỉ còn cái là chúng ta nổ máy và chúng ta chạy thôi, thì nó sẽ tới đích thôi chứ đâu có gì đâu. Thì bây giờ cái mà chúng ta cần phải làm gì? Đó, cần phải làm gì là cái điều thiết yếu. Cần làm gì? Giờ cần làm gì quý vị? Hả? Vậy chúng ta cần làm gì? Cần tu tập trong, xin thưa rằng nếu nói cần chúng ta làm gì á, nếu mà thầy đang hỏi trong đạo tràng này thì nói dạ thưa thầy giờ con không cần làm gì hết. Tại sao vậy? Tại giờ con đang nghe thầy giải thích mà, nên đâu cần làm gì đâu, thấy không? Cho nên là bây giờ ở đây và chúng ta làm gì, đó, cần phải làm gì, thì xin thưa rằng nhiều cái để chúng ta làm lắm. Nhưng mà giờ chúng ta làm như thế nào để có phương pháp, làm như thế nào mới chính xác, làm như thế nào để cho đúng. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi cần nói thưa quý vị. À, thì bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Chẳng hạn như bây giờ, chẳng hạn như bây giờ từ sáng cho đến giờ là quý vị đã đi phóng sanh nè, đã ấn tống nè, rồi đã tặng quà rồi nè, rồi bây giờ đã được niệm Phật luôn rồi, đã được hướng dẫn lại Phật được rồi, thì giờ cái việc còn trở lại đó là chính là chúng ta tự chúng ta phải hành trì, tự chúng ta phải làm, tự chúng ta phải áp dụng. Thì cái đó là cái việc mà quý vị cần phải làm. Chẳng hạn như thầy nói với quý vị là bây giờ phải ấn tống. Ấn tống mỗi người là một bản kinh. Thì bây giờ này chúng ta chưa có điều kiện để in bằng giấy, thì chúng ta in bằng tâm. Cái điều đó là điều mà chúng ta cần làm. Mỗi người một bản kinh Vô Lượng Thọ, mỗi người một bản kinh A Di Đà, mỗi người một bản kinh Vu Lan. Công đức quý Phật tử ơi vô lượng vô biên. Thì đó chính là những điều mà chúng ta cần làm. Mà chúng ta làm trên cơ sở như thế nào? Tâm ý trong sạch và thanh tịnh. Nên nhớ cái lời thầy nói, nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Cho nên nếu chúng ta làm tâm ý chúng ta thanh tịnh, dầu cho giúp đỡ một bà lão đi qua đường thôi, công đức cũng bằng người đó xây bảy tháp phù đồ. Mà người đó xây bảy tháp phù đồ mà chỉ cần một niệm tâm không thanh tịnh phân biệt thôi, cố chấp thôi, thì công đức cũng rất bình thường chứ cũng không có gì gọi là vĩ đại hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì trên thế gian này có hiện hữu là vô thường. Mà vô thường thì nó có tồn tại mãi mãi không? Quý vị, vô thường thì nó sẽ thay đổi, nó không có tồn tại mãi mãi. Chúng ta phải biết được cái điều đó. Cho nên là chúng ta sống, làm việc, hành đạo, tu tập phải trên cái cơ sở tâm và ý thanh tịnh. Làm điều gì đó giúp ích được cho mình, giúp ích được cho người, có lợi cho tất cả, thì điều đó là điều Phật dạy. Nên nhớ như vậy. Còn chúng ta tu tập hành trì cách cụ thể, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, đó là cái duyên của chúng ta để hành trì, dùng cái phương tiện đó để cột cái anh chàng tâm chạy tới chạy lui lộn xộn nha. Nhớ nghe, cột cái anh chàng tâm chạy tới chạy lui lộn xộn là tâm của quý vị chứ không phải ông thầy Thiện Tâm nha. Đừng nói cột anh chàng tâm về đây cột thầy, tội nghiệp thầy, phải không? Cho nên là phải nhớ cho rõ, thầy nhắc cho kỹ cho quý vị. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay thầy chia sẻ với quý vị, con đường tu Phật của chúng ta là chúng ta phải chọn con đường như thế nào. Con đường tự bản thân của chúng ta đi, tự bản thân của chúng ta quyết định, tự bản thân của chúng ta hành trì, thì chắc chắn rằng sẽ có kết quả. Mà hiện tại đối với công việc, đối với tâm hạnh, đối với
cái hành động của quý vị mà thầy biết được, thì quý vị cũng đang đi trên con đường Phật. Nhưng mà để vững đi trên con đường Phật đó, chúng ta cần phải có phương pháp, cần phải có những cái tay vịn, chứ không khéo chúng ta trọt qua con đường ma thì quý Phật tử ơi, uổng lắm, tiếc lắm. Nhớ không? Nhớ không quý vị? Và nhớ vậy thôi mình nghĩ được. Lại đấng Thế Tôn, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loài. Kinh lại đấng Thiên Nhân Sư, đại từ bi trí dung. Nhân gian khắp giới hòa bình, đất trời nồng ấm yêu thương.